Như nào? Đi đâu? Không về à? Con ơi, làm gì? Ừ. Em hôm nay được nghỉ. Em chủ nhật xanh. Làm như này đi. Con ơi đổ đấy. được rồi, đi về. Mẹ ơi đi về đau bụng. Ừ, đi về. Đi về. Mẹ mua bánh bao ngon cho con đấy. Bánh bao giống bạn Minh Châu ấy. Ôi đông quá, không chơi đâu, đi về nhỉ. Về ngay.